Rồi, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo, và ngày hôm nay thì Belo sẽ hết trên tay cùng các anh chị một cái cặp chồng đổi màu gen 8 chiết xuất 1.60. Thì ở đây thì Belo cũng sẽ trên tay và mô tả cho các anh chị một chút về những cái tính năng cũng như là những cái sự khác biệt của chiết xuất 1.60 với đổi màu gen 8. Ok. Rồi, và chọn bộ trong kính đổi màu gen 8 thạch anh tím thì chúng ta vẫn sẽ đi kèm với cả một cặp tròng này, đi kèm với đúng vỏ bao của tròng kính này. Các anh chị sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng như này. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có được cái khăn lau kính rất là xịn sò từ phía Exilor. Khi mà chúng ta sản xuất tại phòng lab của Exilor tại nước ngoài thì chúng ta sẽ đi kèm với cả một cái bộ khăn lau kính như thế này. Nó sẽ rất là mềm và nó sẽ rất là mịn đó. Và quan trọng nhất thì chúng ta sẽ có được một cái chứng minh thư tròng kính, Certificate of Authenticity Card. Ở đây thì chúng ta sẽ có được rõ những cái thông tin của tròng kính của chúng ta mà chúng ta được đặt này. Chúng ta sẽ có Single Vision này, Spheric này, thiết kế cầu này. Chúng ta sẽ có chiết xuất 1.60, và ở đây chúng ta sẽ được sử dụng cái phôi đổi màu gen 8, và TSA này nó là cái ký hiệu cho cái đổi màu Style Color. Tức là đổi màu phong cách thì có 4 đổi màu phong cách của đổi màu gen 8, thì chúng ta sẽ đều ký hiệu là TSA. Nó bao gồm là hổ phách này, xanh sapphire này, thạch anh tím này, ngọc lục bảo thì chúng ta đều được ký hiệu là TSA. Và đây chúng ta sẽ có được cái váng phủ Chrysorock này, và tên của khách hàng đó là chị Mai Chi tại Belo này. Đó, shop name là Belo này. Ở đây chúng ta cũng sẽ có được cái độ cận mắt phải và độ cận của mắt trái của chị Mai Chi là cận 1,5 độ và cận 1,75 độ. Chắc hẳn là có rất nhiều khách hàng, các anh chị chúng ta cũng đã thắc mắc là tại sao mà độ cận là 1,5 độ và độ cận là 1,75 độ thì nó khá là nhẹ, nhưng làm sao mà chúng ta lại cần phải sử dụng cái chiết xuất 1.60, tức là chiết xuất cao hơn so với cả chiết xuất 1.50. Đó. Thì xin thưa với các anh chị thì ở đây thì chị Mai Chi có sử dụng cái cặp tròng kính này để lắp lên một cái gọng kính kim loại. Với một cái gọng kính kim loại thì chúng ta bao giờ cũng có một cái độ dày của cái phần gọng nó sẽ rất là mỏng. Đó. Do đó thì chị Mai Chi không muốn nó bị lồi ra ngoài. Do đó là ngay cả ở cái số độ thấp như là 1.50 hay là 1.75 thì cận 1.50 và cận 1.75 thì chị Mai Chi vẫn sử dụng cái chiết xuất 1.60 để có thể đảm bảo được trong kính nó mỏng nhất có thể. Đó, và giúp cho khi mà chúng ta lắp lên cái kính gọng kim loại, các cái thiết kế gọng kim loại thì nó sẽ cực kỳ đẹp và nó sẽ rất là phù hợp. Thì ở trong video clip này thì Belo cũng muốn show cho các anh chị là với đổi màu thạch anh tím thì các anh chị cũng sẽ có được cái độ trong suốt trong nhà nó rất là tuyệt vời. Các anh chị sẽ thấy ở đây khi mà trong kính nó chưa đổi màu này thì nó sẽ rất là trong suốt như thế này. Còn khi mà chúng ta cho đèn UV chiếu vào đấy, khi mà chúng ta cho đèn UV chiếu vào thì tròng kính nó ngay lập tức nó sẽ chuyển màu, và màu thạch anh tím là một màu rất là phong cách mà được rất là nhiều các chị em khách hàng của Belo cũng như là một số các anh em cũng yêu thích sự khác biệt thì cũng đã trang bị cho mình những cái cặp tròng kính đổi màu thạch anh tím rất là khác lạ như thế này. Và các anh chị cũng sẽ thấy là với đổi màu thạch anh tím thì khi mà chúng ta đi ra ngoài trời thì chúng ta có một cái độ đậm nó rất là tuyệt vời. Đấy, nó sẽ khác hẳn với cả một cái cặp. Đấy, nó sẽ khác hẳn với cả cũng là thạch anh tím khi mà chúng ta ở trong nhà này. Đấy. Ok. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ là trong suốt trong nhà này, còn ở đây chúng ta sẽ là đậm đà da nắng này. Và ngay lập tức sau khi mà Belo ngừng chiếu tia UV thì cái miếng đổi màu gen 8 thạch anh tím này nó đã bắt đầu chuyển màu về trong suốt. Đấy, nó bắt đầu nhả màu về trong suốt. Và với những cái video thực tế như thế này thì Belo cũng muốn show cho các anh chị rõ được những cái tính năng của đổi màu gen 8. Nó có khả năng đổi màu rất là nhanh, rất là nhạy, và cái độ đậm màu tối đa của nó đạt class 3, tức là giúp cho chúng ta hoàn toàn thay thế được những cái kính râm, kính mát thông thường. Và thêm nữa thì nó sẽ có được cái khả năng, cái tốc độ nhả màu cũng rất là nhanh. Đấy, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tròng kính nó thực sự là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đấy, rất là nhiều các anh chị chúng ta có hỏi Belo là tại sao mà
không sử dụng những cái tròng kính đổi màu giá rẻ. Thì xin thưa các anh chị là với những cái cặp tròng kính đổi màu giá rẻ ấy, thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ đổi màu từ phôi của tròng kính. Thì cái công nghệ đổi màu từ phôi này nó là cái công nghệ đổi màu cũ, và cái nhược điểm của cái tròng kính đổi màu từ phôi đó là nó đổi màu rất là chậm, và trong nhà nó sẽ không bao giờ được trong suốt như thế này. Và thêm nữa là cái tốc độ nhả màu của nó sẽ rất là lâu, và nó sẽ tạo một cái sự khó chịu cho các anh chị khi mà chúng ta sử dụng. Và do đó thì khi mà các anh chị chúng ta muốn trang bị cho mình một cái cặp tròng kính đổi màu thì Belo luôn luôn tư vấn là chúng ta nên sử dụng cái tròng kính đổi màu Gen 8 để chúng ta có được một cái performance tốt nhất, để giúp cho chúng ta sử dụng được một cách thoải mái nhất. Và cái cặp đổi màu thạch anh tím này thì ngoài cái tính năng đổi màu ra thì nó cũng sẽ được Belo trang bị cho chị Mai Chi cái lớp phủ váng Chrysorock. Lớp phủ váng Chrysorock này nó sẽ giúp cho cái phôi đổi màu Gen 8 chiết xuất 1.60 nó ngoài cái độ mỏng mỏng hơn 25% so với cái chiết xuất 1.50, thì nó còn mang lại cho chị Mai Chi cái độ bền cao nhất từ trước đến nay đó. Và nó sẽ có khả năng chống trầy xước gấp 3 lần, chống bám bẩn gấp 3 lần. Khi mà chúng ta đi trời mưa thì nước nó sẽ trôi rất là nhanh, và nó sẽ không đọng lại trên tròng kính. Đây là cái lớp phủ váng có độ bền cao nhất cũng như là cái khả năng dễ vệ sinh và chống bám bẩn tốt nhất hiện nay của Essilor. Và thêm nữa thì cái lớp váng phủ Chrysorock nó cũng đem đến cho chúng ta cái khả năng chống tia UV. Chrysorock chúng ta sẽ có được cái khả năng chống tia UV là ở mức SPF là 35, tức là tốt hơn 35 lần so với cả khi mà chúng ta không đeo kính. Và thêm nữa thì cái lớp phủ váng Chrysorock này thì nó cũng sẽ có khả năng chống phản quang, giúp cho chúng ta có được một cái độ trong suốt và sắc nét khi mà chúng ta lái xe buổi tối này, hay là chúng ta đi ra ngoài trời ban ngày. Khi mà các anh chị chúng ta sử dụng những cái tròng kính thấp cấp ấy, thì ở những cái cặp tròng kính đổi màu Gen 8 cao cấp với váng phủ Chrysorock của Essilor cao cấp như thế này, thì với kể cả khi mà các anh chị chúng ta đeo cùng một số độ, ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái cặp tròng kính của Chemy chẳng hạn, kể cả cùng một số độ là -1.75, tức là cùng một số độ cận 1.75, thì với đổi màu Gen 8 thì chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy trong suốt và sắc nét hơn. Đó, mọi thứ hình ảnh nó sẽ rõ ràng, trong suốt và sắc nét hơn với những cái cặp tròng kính rẻ tiền hơn. Vì cái độ chống phản quang của những cái cặp tròng kính đổi màu Gen 8 nói riêng, hay là những cái cặp tròng kính Essilor nói chung, thì nó đều có được cái khả năng chống phản quang rất là tốt. Nó sẽ giúp cho ánh sáng đến với mắt của chúng ta được đầy đủ hơn. Đấy, một số những cái lý do mà chị Mai Chi chọn cho mình một cái chiết xuất 1.60 cho một cái độ cận khá là thấp như thế này thì được Belo show cho các anh chị để chúng ta có thể có thêm thông tin trước khi chúng ta đặt hàng đó. Về chiết xuất tròng kính cũng là một cái chủ đề mà được rất là nhiều các anh chị quan tâm, thì Belo cũng sẽ thực hiện những cái video clip mà để có thể chia sẻ với các anh chị, ví dụ như là chiết xuất tròng kính là gì, hay là khi nào thì chúng ta sử dụng những cái chiết xuất cao, khi nào chúng ta có thể sử dụng cái chiết xuất thấp. Rồi, và rất là cảm ơn sự ủng hộ của chị Mai Chi cũng như là tất cả các khách hàng yêu quý của Belo, và rất mong video clip này cũng đem lại được một số những cái thông tin hữu ích đến các anh chị khách hàng yêu quý của Belo trên cả nước, và rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và yêu thương từ phía các anh chị. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.